Ngồi thiền đừng sợ có vọng tưởng, không nhận rõ nó là cảnh giới vọng tưởng mà chuyển theo nó. Cho nên tĩnh cực quang thông đạt, tĩnh đến cực điểm thì trí huệ quang minh liền hiện tiền. Nhưng quang minh không phải là thật, bạn nhìn thấy quang minh đó chỉ bất quá là bóng trăng mà thôi, cho nên cho đó là không nên cho đó là thật. Chúng ta tu hành có chút cảm ứng hoặc chút cảnh giới không nên được nhỏ cho là đủ, phải tiếp tục nỗ lực từ từ. Mỗi ngày ngồi thiền tập tĩnh cho đúng giờ, ngày ngày dụng công, lâu dần công phu thuần thục thì thượng lộ. Một khi công phu thượng lộ thì thời khắc luôn luôn nghĩ muốn dụng công. Tại sao chúng ta không muốn dụng công? Vì không có dưỡng thành tập quán. Tu hành là tu chậm, tu hành là tu tâm, cho nên tâm thanh thủy hiện nguyện, ý định thiên vô vân. Nghĩ rằng tâm thanh tịnh thì như mặt trăng hiện trong nước, ý định thì như bầu trời không mây. Tâm bình bách nạn tám, ý định vạn sự cát. Nghĩa là tâm yên tĩnh thì trăm nạn tiêu trừ, ý định thì vạn sự đều tốt lành. Chúng ta tu hành phải có kiên thành hằng, không những chỉ có tâm kiên cố mà cũng phải có tâm thành và tâm thượng hằng. Nếu chỉ có tâm kiên cố mà không có tâm thành và tâm thượng hằng thì chẳng làm gì được. Cho nên phải kiên cố lập chí tu thiền, phải kiên cố như kim cang. Thành tức là kiên thành, thành khẩn, không có tơ hào tâm tán loạn, lại thêm tâm hằng viễn, không phải một sớm một chiều mà là ngày ngày thời khắc luôn luôn như thế. Bình thường không cần giảng nhiều, đầu lưỡi uốn cong lên hàm trên, có nước dãi thì nuốt vào, đó là nước nhà mình, cũng gọi là nước cam lồ. Thường uống nước cam lồ thì sẽ tiêu trừ bách bệnh, thân thể tự nhiên mạnh khỏe,